dự đoán soi cầu xổ số miền Nam thứ 6 ngày 26 tháng 3 năm 2021 của xổ số Đại Việt. Chào mừng các bạn đến với kênh soi cầu của xổ số Đại Việt. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ phân tích và đưa ra con số đẹp cho các bạn lựa chọn. Dự đoán soi cầu kết quả miền Nam thứ 6 ngày 26 tháng 3 năm 2021 với các mục chốt số đầu, đuôi giải đặc biệt, kết quả giải 8, lô tô 2 số với tỷ lệ trúng cao. Hôm nay thứ 6 xổ số miền Nam sẽ quay các tỉnh như sau: Đài Vĩnh Long, Đài Bình Dương, Đài Trà Vinh. Vì lý do đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước châu Âu, trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Azerbaijan, khu vực châu Âu, sẽ diễn ra tại sân vận động Juventus Italia. Ở trận này, Bồ Đào Nha là những người được đánh giá cao hơn rất nhiều. Sự chênh lệch giữa hai đội còn được thể hiện rõ qua thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, khi Bồ Đào Nha đang đứng ở vị trí thứ 5, hơn chính đối thủ của mình đến 103 bậc, vượt trội về mọi mặt. Một chiến thắng gần như nằm chắc trong tay Ronaldo và các đồng đội. Azerbaijan luôn bị xem là một đội tuyển yếu tại châu Âu. Trong năm 2020, đội bóng này đã thi đấu tổng cộng 7 trận, nhưng họ chỉ giành vỏn vẹn một chiến thắng. Còn lại là 2 trận thua và 4 trận hòa với tỷ số 0-0. Trong số 24 cầu thủ mà đào tạo Azerbaijan gọi tập trung để chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới gặp đào tạo Bồ Đào Nha, có đến 23 cái tên hiện đang thi đấu trong nước, mang đến nước Ý lực lượng không mấy nổi bật.